hôm nay nhà em có về được con quay rất là đẹp và xịn sò, mới ken xà beng luôn cả nhà mình ơi, các anh chị ơi. Con quay này rất là đẹp luôn, quay quay RSX 2011. Xe mới và đẹp mê ly luôn nha các anh chị. Em sẽ quay cận cảnh chi tiết cho cả nhà mình cùng xem nha, riêng nguyên con luôn nha. Nè, con mới xin nguyên con là đẹp quá trời luôn nè. Đó, quá trời xịn sò luôn ha. Đó, xe này mà không lấy nữa thôi á, xe này là em bán nhanh ra rất là nhanh luôn á. Đó, còn quá trời đẹp luôn. Đi xe này thì hả, đi không có hao xăng nhiêu luôn nha các anh chị. Xe số này là chạy là đỉnh đỉnh của chóp luôn á. Máy êm ái lắm luôn, em ru luôn. Đó, anh chị này vô xem video này thì chốt liền ngay và liền cho em Hằng nha. Xe đẹp lắm. Em không quảng cáo nhiều đâu, xe này hả tới một cái là lấy liền luôn, hoặc là xem vậy là em lấy liền luôn á. Bản số xe là 59V1 36741, số xe đẹp quá trời luôn ha. Đó, em sẽ quay cận cảnh review. Cả nhà mình vào xem video của em thì cho em xin một lượt đăng ký và một lượt like và một lượt chia sẻ nha các anh chị. Đó, xe đời này đi chạy rất là êm luôn mà không có hao xăng. Nam nữ gì đi cũng đẹp hết nha các anh chị. Còn còn mới nè, quá trời ốc ác gì cũng mới hết, mới ken xà beng luôn á, nói chung là mới zin nguyên nguyên con luôn á, chưa có đụng gì tới luôn nha. Rồi, máy lăn bóng luôn, máy lăn bóng đẹp quá chừng luôn ha. Giá chốt của em là 12.500.000 nha các anh chị. Mấy anh chị vào xem chốt liền cho em nha, tại vì xe này em bán rất là nhanh luôn, không có xe luôn á. Xe này là hút hàng dữ lắm, nên là em về được con này là em lên liền cho các anh chị mình xem để lấy, để có xe chạy nha. Quá trời xịn sò luôn rồi. Các anh chị vào xem video của em thì chốt ngay và liền inbox cho em Hằng nha. Em rất là cảm ơn các anh chị đã xem video của em. Chúc anh chị có một ngày mới tốt lành nha. Giá chốt của em là 12.500.000 nha. Có gì thì inbox của em thì rồi liên hệ với em nha. Em chúc cả nhà mình ngày mới tốt lành nha. Rồi bye bye.